Hi, xin chào các bạn. Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với phiên chợ tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay hai vợ chồng Hải lại tiếp tục đưa mọi người đi chơi chợ phiên các bạn ạ. Hôm nay mình đang có mặt tại chợ phiên Cốc Ly. Chợ phiên Cốc Ly này thì họp vào sáng thứ ba hàng tuần các bạn nhé. Đấy. Thì ở trong chợ có rất là nhiều những cái món ăn ngon. Giống như là thịt lợn này, thịt dê này, rồi nhưng mà đặc biệt khi đi đến chợ này ấn tượng nhất với em đó chính là món thịt dê. À, hôm nay là ngày vừa qua ngày Valentine các bạn ạ, và đến ngày rằm nên là thôi thay vì mua hoa thực tế đưa đi ăn đúng không? Đưa chợ, vào đường dạ dày trước đúng không? Đấy, đưa ra đằng chợ xong rồi kiếm một cái gì đó để thưởng thức nó hợp lý hơn. Kiểu bây giờ hết tuổi tặng hoa rồi. Ngoài chợ thì rất nhiều những người bán thảo dược ngay phía cổng này, nhưng mà lát nữa sẽ ra quay chi tiết cho các bạn xem. Anh ơi, hả? Anh tí anh thống nhất là anh cũng thích ăn dê đúng không? À. Hay mình mua củ này không, tí mình nhúng vào nước rồi xong mình ăn không? À ừ. Củ sâm đương quy ấy. À mua ít đương quy được nhỉ? Ông ơi, cái này để cho cháu mấy củ này nhá. À quên cô này, mà tưởng là ông. Thổ quá. Bảo gọi ông mà chưa biết gọi ai đúng không? Mua mấy củ đương quy lát ra vào là món đương quy hầm dê các bạn ạ. Đương quy hầm dê thơm lắm. Được rồi, đây thêm mấy củ này nè. Mình cứ hay thưởng thức một cái vị theo kiểu vị riêng của mình các bạn ạ. Thịt dê mà hầm với đương quy ngon mà. Ngon lắm ấy, thơm bùi. Ừ. Bây giờ đang khá là sớm nên là bà con chưa ra mấy, có lẽ là lát nữa ra. Bây giờ mới có 8 giờ đấy các bạn ạ. Đây là khu vực ăn uống chỗ. Anh ơi đi nhanh lên đi, em đói lắm rồi đấy. Đói quá. Đói quá. Không biết là có thích canh dê không nhỉ? Chào cả nhà nhá. À. Chào cả nhà. Ok ok. À, vâng. Chào cô nhá. Tụi anh rất là hâm mộ em, từ buổi tụi anh về đây bất cứ giờ nào cũng bắt ra gặp đây. À đang live stream, đang live stream. Rồi. Em mời nhá. Ok. Ở vô này. Wow. Đây, em mời anh. Rồi rồi rồi, ok, cảm ơn anh. Cho em có củ này cho đấy nhá. Ngon cực. À. Anh chị ăn dê không? Chị làm sạch cái này với nhá. Rất là ngon ạ. Rửa hết đi em cắt như này. Thế đây để em đi vào em order đã rồi hết mất. Ok, em tí ra. Rồi, thôi thôi được rồi. À, chào ông chủ nhá. Cho em một nồi lẩu dê đi bà chủ ơi. Cho nồi lẩu dê. Ủa, cái cổ này to đấy, không biết nó nằm bộ đùi, 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 đùi. Này giống kiểu đùi dê ấy. Đấy, quay vòng rồi. Dê. Xem đây, à đây là ba chỉ dê. Ừ. Đấy, bà chỉ nó ngon này. Đây. Cái thịt này bán đi nào đấy, người đẹp? 50 một lạng. 50.000 một lạng à? Hôm nay có tiết canh không? À, rồi tí làm tiết canh cho nó mát. Chết, cái quả quả này vẫn ăn được bình thường đúng không? Quả đấy là đặc sản nhất đấy. Quả này đặc sản nhất à? Ok. Nhưng mà giá cũng 50 à? Cái này là cái gì đây? Mặt. Đó, một là ba chỉ này. Ừ. Đây món đồ của em yêu thích này này. Hai là cái lưỡi này cũng được anh nhỉ? Ba chỉ rồi. Lòng đâu? Đây lòng ở bên này anh chị thái thập cẩm vào rồi. À thế à. Thôi rồi, thái cái ba chỉ bên thái ấy đi. Thái này nhá, lưỡi nhá. À, cái này. Nầm này. Có phải nầm hết rồi. Nầm hết rồi. Đây ba chỉ. Được, lấy ba chỉ đi. Đây ba chỉ đây. Lấy lưỡi à? Lấy lưỡi nữa không? Ăn gì thì bổ đấy đúng không? Em rửa cái đương quy đi mà để cho vào nồi lẩu. Vâng. Hôm nay có cơm rang không em ơi? À. Bây giờ kế bên này có cơm rang. Bao nhiêu lạng đây? 7 lạng. Ok, 7 lạng. Cái này thêm nó ra. Thôi được rồi, thế thôi. Hai tô hai bé.
Đấy, to to tí chứ. To to tí ăn cho nó sướng mồm. Cho nồi lẩu nhá. Dày dày lên, ăn cho nó sướng mồm. Dày quá thì nó không vào mồm. Cái củ này tí cho vào cái nước dùng đấy để mình linh lên rồi nhừ một tí mình ăn thơm lắm. Sâm đương quy. Cái này đã ăn được chưa đấy? Chín chưa? Còn tiết canh nhớ để phần cho em tiết canh nhá. Cái này ăn thử được rồi đó mà các bạn. Đây. Cái này bây giờ vật quá là làm miếng thử luôn. Hai cháy rồi. Lấy tiền làm gì? Tính tiền đúng không? Đúng rồi. Và sáng nào chúng ta chả phải ăn. Đúng, đúng rồi. Đó. Sáng nắng phải thèm tí thịt dê. Nha. Cho vào nồi lẩu là như nào? Nó là mấy lạng nhỉ? Cái này 7 lạng. Thêm 3 lạng đi cho tròn 1 cân đi. Cho đủ 1 cân nhá. Mấy cái này chọn mình ngon đấy. Đấy. Thịt dê ngọt quá anh em ạ. Đấy đấy đấy. Nha. Chưa được. Lấy miếng kia này. Miếng này chắc chưa chín đấy. Này hương nhá. Đẹp luôn, đẹp luôn. Đây các bạn ạ. Vật quá là làm miếng trước. Làm nồi lẩu thế. Này thì cô ăn tiền đi vật tâm ăn thử. Có rau không? Có rau mà. Ừ. Con này bao cân đấy? Cái này một cái gì đấy? Con này. Con này là 28 cân. Ừ. Ngọt nhá. Dê núi phải ngon chứ. À. Cho vào nồi lẩu đó. À, lấy nồi lẩu đi. Phê quá anh em ạ. Sướng cái kiểu nhúp nhúp này sướng à. Ăn nó ngon. Rồi. Thêm gì nước ra đi. Nhiều nhiều nước ở lát dùng rau vào. Rồi. Thơm quá. Cho bát tiết canh nữa. Mấy bát tiết canh nữa. Mấy bát tiết canh. Còn 3 bát thì lấy hết bao nhiêu? Còn 3 bát cho ạ. Ôi dồi, 3 bát thôi à? Còn 3 bát thôi. Lấy 3 bát đi. Cần không nhanh lại tí nữa mà. Tiết canh này là bao tiền bát đây? Vẫn 20 nghìn à? Vẫn 20 nghìn. 20 nghìn. Chỉ có 10 nghìn. Thế là thay đổi là 30 nghìn. Tưởng thế là hạ giá chứ. Cho 3 lớp chấm cay cay đi. Bỏ bê đi ra kia sang đã. Rồi. Ở đây do Hải hay ăn kiểu nước chấm thần thánh các bạn ạ. Đâm ra là ở đây bây giờ người ta pha luôn một cái chậu này luôn để múc cho khách cho nó dễ. Đấy, bà chủ. Khách đông nghịt luôn. Đầu năm mọi người ăn dê cho cả năm nó. Rồi ok. Mang vào đảng tặng đi. Ở đây này, chị ăn thử cây đương quy này. Ăn thử đương quy cho cả cho thơm. Vâng. Đây cho mấy lạng nào em? Tăng cường sinh lực đấy nhá. Mấy lạng? 2 lạng thôi à? Chủ tịch mua quả đương quy là. Vâng. Vừa mới đi mua về. Vâng. Thế là anh chị chờ cái giây phút mà đi ra chợ này là bao nhiêu lâu rồi? Mấy năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thế ạ. Em cử chủ tịch Sapa TV uống với anh chị một ly. Em xin phép mời cả đoàn ly nhá. Chúc sức khỏe anh chị ạ. Cất công từ Mỹ về đây đấy. Hôm nào mà có dịp vợ chồng em sang Mỹ anh chị lại đưa vợ chồng em đi thưởng thức ẩm thực nha. Dạ dạ chăm chăm mắn nha. Ok. Quảng Ngãi. Hết nha. Hết nha các bác nha. Miền Trung.
Đây là chi kỷ, chi kỷ. Hay là dô đi. Anh chị em cô chú mình dô. Nào làm chén đi. Đầu xuân năm mới. 2 3. Dô. Hết luôn nha, hết luôn, hết luôn. Rồi. Quá tuyệt vời. Ok. Nếu anh chị nào mà chưa về Tây Bắc Sapa, về nếu về sẽ gặp tại khách sạn Sapa của vợ là Tuyên, chồng là Hải, thì các bạn sẽ vâng. Tôi những gì đẹp nhất của Việt Nam mình. Ok, thank you. I love you vợ chồng. I love you vợ chồng. Đó. Vâng ạ. Vâng. Và chúc anh chị ngon miệng nha. Ok. Chúc anh chị ngon miệng nha. Vâng. Đây em uống giao lưu với các anh chị bên này một ly chén nào. Các anh chị này là, đây là toàn những khách về của Sapa TV các bạn, còn những khán giả mà đặt như thế rồi. Rồi mời anh em chén đi nha. Ok. Rồi chúc sức khỏe đón xuân năm mới tất cả các anh nha. Đấy, ok, rồi chúc anh ngon miệng nha. Chúc cả đoàn okay. Ăn ngon miệng ạ. À. Đây là mâm của mình bên này các bạn. Đợi 5 7 phút nó như một ăn cân thịt dê cộng thêm với là ba cái dạ. Ba cái bát tiết canh. Ngon lắm ạ. À? Dạ. Bắt lên chấm à. Làm chén lần. Sắp sôi rồi đấy. Có cho củ này vào luôn không? Cho thơm không? Có chứ, cho củ đương quy vào luôn đi. Đương quy nó là một cái một trong những cái vị thuốc các bạn. Đấy. Sâm đương quy. Ăn cái này rất là chung là mình ăn cho nó cái hương vị nó khác đi. Đấy. Rồi để một lúc cái này rất là nhanh, nó cũng khá là nhanh mềm. Trong khi chờ đợi làm tí tiết canh nhỉ. Bát tiết canh trước luôn. Đây là một bát này để cho bạn cameraman này. Đấy, còn mình một bát, em ăn không? Đây em bát luôn. Ăn tiết này mát đúng không? Valentine thì người ta là đi tặng hoa mẹ các đây, kiểu ở đây mình dẫn nhau ra ngoài chợ và lại làm tí tiết canh cho nó tít. Chị vô trong này là chị ăn tiết canh dê nhất. Chị tận bên Mỹ các bạn ạ, đi về Việt Nam, về khách sạn là Sapa TV nghỉ. Sau đó bây giờ ra chợ Phiên ăn tiết canh dê. Em cảm ơn. Đây anh ơi, đây okay. Có chanh à, 2 bát rồi, tốt rồi. Cho anh một ít nữa chanh. Rồi, thank you chị nhá. Và có những người ở tận Cà Mau ra đây bảo anh ra đây ăn sáng cùng chú Hải xa quá, nhưng mà đây có người tận bên Mỹ về cũng đi ăn sáng cùng Hải. Rồi mời cả nhà. Đây mời các bạn nè. Em mời các bác nha. Đây. Tiết canh này đỏ au luôn này. À, các bác nhìn thấy chưa? Ui. Má đi à? Chị cho cả nạc bên trong ăn nó bùi nhỉ? Ui. Cà phê, ngon. Món quà này là thực dụng nhất đấy các bạn. Lần đầu tiên em nhận được món quà đỏ này. Hai. Ăn gì bổ đấy mà. Hôm nay cũng là phiên chợ đầu xuân đấy, đâm ra dạ có để em lấy đi. Hai chị đang mời uống rượu. À. Anh chị rất là thân mời hai chồng em năm mới nha. Vâng ạ. Ok, welcome. Happy New Year. Rồi năm mới. Vâng. Ok, rồi mời chị. Rồi. Hai đứa sức khỏe. Ok, em cảm ơn nha. Có rồi, có lọc rồi. Rồi sức khỏe là chính ha. Vâng cái gì mà vui nhất là đến với gia đình mọi người trên thế giới này. Ok. Hy vọng là hết Covid để em đi Mỹ chơi. Ngày du lịch thật là vui vẻ. Vâng. Vâng. À anh Cali à? Vâng. Em ý định đi Mỹ lâu rồi nhưng mà em phải đi Mỹ Thuận thôi.
Sài Gòn, Mỹ Thuận với cả Mỹ Tho. Lý Sài Gòn là phố người Việt bên xa. Bà đang bán có cái lô gì? Cho ăn 10, 15 nghìn một xôi đi. À, bà này, con đi xôi đi. Cho anh chị thưởng thức cái xôi màu bên này luôn. Đấy, xôi của bà con nha. Đây, xôi của bà con nè. Xôi đậu đen. Vâng. Xôi gạo lếp cẩm. Lếp cẩm. Lếp cẩm, đậu đen. Đây ạ. Vâng. Đúng rồi. Cho hai túi, một túi 10.000 nhá cô nhá. Mang đi á. Để đây ăn luôn ở đây này. Đây, anh chị ngồi đây cùng với chồng em luôn. Ok, sure. Ok. Anh ngồi với em hôm nay đi. Sure. Anh ở đây. Chắc chắn chồng ghế ra đây. Có cái muối vừng không? Đúng rồi. Nói chung là có mấy món mình phải nên bốc bằng tay. Bốc bằng tay, đúng rồi. Ăn xôi mới gà. Không có muối vừng à? Quên à? Ồ. Đi cày Quyên Châu thế này là không được đâu nhá. Nó là thằng bốc thế này nè, nó mới ngon. Đây coi con gửi. Đầu xuân năm mới nha, con mừng thêm nha bà một đồng nha. Chúc sức khỏe bà nha. Vâng. Vâng ạ. Là theo dõi cái chương trình nó nhiều lắm mà biết cái xôi này phải bốc không ngon. Đúng rồi, đúng rồi. À, cái xôi này dẻo. Anh ăn hết bát tới canh rồi á? Hết rồi. Bà vợ tôi mà làm hai bát mà. À thế à. Hai bát cái cần á. À. Ăn cái được cái tết này rất là mát chị ạ. Ngon luôn. Bên Mỹ mà chị tìm được cái gì à? Happy New Year bà nha. Happy New Year bà, năm mới nè. Happy New Year bà. Happy New Year bà. Thôi em chúc sức khỏe anh chị đi. Hai vợ chồng em lại chúc sức khỏe lại anh chị nhá. Thank you. Khi nào anh chị về bên Cali anh chị cho em gửi lời hỏi thăm tất cả cộng đồng người Việt ở bên Cali nhá. Đấy. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng Sapa TV. Anh chị mà cứ gặp bất kỳ người Việt nào bên Cali cứ bảo là Hải Sapa TV xin chào. Ok. Chị chào Đức nha. Chị sẽ về dù quay lại. Vâng ạ. Anh ơi. Bao chị anh chị bao giờ anh chị về nước? Ở bên Cali á nghe, cộng đồng người Việt rất là quan tâm tới cái Sapa TV. Thế à? À thế ạ. Hầu như là nhiều người coi rất là nhiều. À. Nhưng mà cái điều kiện về chưa được chứ họ về được họ phải đến đây. À thế ạ. Em mời anh chị ăn đi. Em mời anh chị đi. Vâng, thưởng thức. À, ăn lá xôi ngon quá. Ăn xôi ngon à? Đây anh chị lại chấm vào cái này nha. Đấy, ăn gan bổ gan, ăn xương bổ xương. Ờ. Đúng không? Ừ. Củ này nó chín chưa? Chưa chín chưa? Chờ một tí nữa cho chín á. Chưa, nó phải mềm mà cơ. Mềm chưa? Mềm không? Thơm. Cái này có một người bạn của tôi nó bị bệnh gút. Vâng. Thì gia đình mua ở Đà Lạt về dầm rượu về cho nó uống. À, một bữa là nó nhức, nó uống vô là nó nhức. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này, cái sâm Đức Quy này nó rất nhiều công dụng luôn, rất tốt. Nên là cho hệ tiêu hóa chị ạ, tốt lắm. Vâng. Da chị đẹp rồi, da này chị đẹp da nữa. Em ăn da xinh. Em ăn tiếng Anh à? Không ăn ngon không? Ngon ngon quá. Vâng. Đúng rồi, Tây Bắc nhiều cái đặc sản mà mình nghĩ là vai của em hoài không thấy giờ hiện thực thấy hai chồng rất là trẻ. Hai vợ chồng ghê luôn. Dạ. Quyết tâm đi ra đây cho được. Dạ. Lâu tháng, lâu năm về đi làm để được mừng lắm. Không có đêm nào mà về mà không mở nên cho ba tôi về có những cái món hàng của em ăn nó ngon được chứ đừng kêu nhìn đói đúng không anh, nói chạy đói luôn hả à. Vì nó ngon quá mà nó ăn kỳ cái ăn tôi thấy ngon không mà do cái cách ăn của em nó rất là ngon nữa nên người ta rất là thích nữa à, cái này nhiều rồi nhiều chưa nhiều rồi cái này là bé nhiều nhanh nhất nhiều ngon cũng biết ngon cái đây nha. Nếu ở trong miền Trung cũng có nhưng mà bữa nay là nó may một cái nếp này rồi à. Là vì lần lần nó có nếp nó không còn nữa, họ chỉ dùng ngò nấu để nấu rượu nếp thon á. Đúng rồi. À, rồi lên nếp cẩm nè. Đúng rồi, nếp cẩm mới chuẩn á. Chứ người làm bò đâu đó không trồng nếp này nhiều nữa. Cái lá cái bông lúa nó bông đỏ tím mà mất cái giống hay quá. Nó con nó dẻo ngon. Nhưng mà quan trọng là cách nấu nữa. Vâng. Anh chị ăn đi, anh chị ăn đi. Nó hấp rồi sao á.
Đó. Mấy bữa này mà có đồ xôi này họ đồ cách thủy. Đây cái sông này như ở đây anh này. Cái này mà nếu mà có muối mè nữa nghe. Đấy, muối vừng nghe. Muối vừng nữa là nhức luôn á. Đúng rồi. Nó ngon nhưng mà đi nó mệt thì quá. Đấy chứ. Tối ngon nhẹ, 3-4 giờ, 4 giờ. Mình chỉ nhìn qua cái kênh của Cha TV rồi. Mình thấy đã hấp dẫn rồi, đấy này thưởng thức mới thấy còn hấp dẫn hơn. Đấy. Từ bên Mỹ về anh em nhá, uy tín không? Từ Mỹ về đấy. Đây là... Nhưng mà chị thấy uống rượu gạo này thích không? Chị tụi anh ở đông ở Nghệ An á. Thăm chỗ nội ngoại của boss Sam rồi á. Là bọn không do đó họ nhà mời nhau. Đang á tôi gây bà giỏ. Bà điện tặng trưng dùm cho tôi đặt phòng của Hải nghe. Đặt phòng ở đây đó nghe. Rồi lên đó gặp nó đi, nó dẫn mình đi những cái điểm du lịch nào mà coi như những cái món ăn nào mà đặc sản của nó. Nói chứ gì không bằng người địa phương. Người địa phương họ mới rành hơn chứ còn mình bên đây mình nơi nào đâu. Chị chụp hình có like em đâu, bác nào chị gọi đúng không? Nói chung là các cô các chú rất là yêu quý các bạn ạ. Từ bên Mỹ sang vừa rồi nói chuyện rồi làm một trận rượu các cô chú vừa mới đi chơi xong. Hơi tây tây rồi các bác ạ. Đi bắt được dê chưa anh? Bắt được, mang về nhà rồi. À. Xong lại để dê nhà. Dê bây giờ giá bao nhiêu đây? 15. 15 mổ xong bán 50. Thế nào giàu thế? Chung là làm gì cũng có công các bạn ạ. Ngon. Thế à. Chưa chi đã nhảy ra giải thích rồi. Ý chị bảo là người ta cho ăn nó. Thực ra là không phải dê nó không được nhiều thịt như anh em nghĩ đâu. Mọi người cứ nghĩ là kiểu dê mới dê nó khác. Ra anh cho anh một đĩa cơm nhá. Ok. Ngay cạnh quán dê có bạn cơm rang, bạn này rang cơm khá là ngon, mình rất thích ăn. Anh em mà ở dưới xuôi muốn ăn củ đương quy này, thực ra cái củ tươi này ấy, thì củ tươi này nó hơi khó vận chuyển về đấy, nó hay héo hay bị thối, nhưng mà chủ tịch bên mình có cái củ khô đấy, nên là anh em có thể mang về Ninh ăn rất là ngon thơm. Còn những bác ở tỉnh gần mà muốn lấy củ tươi thì vẫn gửi củ tươi cho các bác bình thường, đúng không? Hương nào ngon quá. Mấy bạn đang xem quay phim. Thả lốt mấy cái rau này vào đi anh ạ. Ăn đầu. Nhiều khi đây các bạn, mình làm video nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà được tất cả mọi người trong và ngoài nước khá là yêu mến nên là mình cũng thích. Cái này là đúng phần bát chỉ đấy nhỉ. Với phần này bì này nó mới ngon, ăn nó mới ngon. Nóng quá. Đôi khi là ăn uống nó phải xuýt xoa nó mới phê, nó sướng. Thời tiết ở chỗ này ấm ấm nè, ăn lẩu là hợp. Mình tia mãi cái miếng lưỡi mà tìm mãi không thấy lưỡi đâu các bạn ạ. Toàn thấy ba chỉ thôi. Em vừa ăn được hai miếng nữa. À thế à. Thôi đây, này làm miếng ba chỉ cho đỡ buồn. Nữa thì con dê này nó ngắn lắm nên là chắc được ba cái miếng như em ăn chắc là hết. À đây 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 đây. Đây này, đi này. Ừ, à. Bỏng không? Cô gì bên Mỹ vừa nãy ăn dê ngon quá rồi. Mua một ít rồi về, tối về khách sạn ăn tiếp. Cô Trâm. Ủa?
Trong này cái anh mì em nào nhìn mà nó vẫn giòn nhỉ? Đây, củ này, đơn quy này. Anh em nào mà biết em có nhiều những cái đám cưới đám ma làm ra bốc mã ở khu vực phía Tây Bắc hoặc là khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, anh em nhắn tin cho Hải để Hải có dịp đi quay chia sẻ với các bạn. Món ăn độc lạ được các bác ạ. Bùi. Mình có một điều ước à. Sẽ ăn đủ 54 món của 54 dân tộc anh em. Đấy, đi 63 tỉnh thành. 63. Đấy, may là ước ăn cái món ăn này còn ok các bác. Ước mà lấy 54 vợ thì thôi chết. Ồ, thế thì đau lưng lắm. Thế thì phải ăn nhiều cái củ sâm đương quy à? Sâm đương quy cho nó đỡ đau lưng. Chờ cơm rang tí nó lấy cái nước này nha. Trộn vào. Cái loại rau để nhúng vào lẩu này các bác ạ, là phải em đi lượt qua một vòng chợ mua về rửa và mang ra nhúng ăn luôn trực tiếp ở đây. Chứ ở tại quán này người ta không có rau này đâu. Thế là mì cơm không nhỉ? Ăn cơm rang rồi mà. Thế mà mì cơm á. Bà chủ ơi, sao có mì tôm? Chắc không có mì tôm. Có mì tôm không? Chắc không có rồi. Chắc bình thường đây hay nhúng với phở ấy nhỉ? Ừ. Kèm phở. Bỏng nữa luôn. Có mì tôm không em khoảng? Tôm. Tôm hình vuông ngoài luôn. Thế thôi em ăn cơm rang. Cái nước này bây giờ mình dùng mì vào ăn quyện rồi. Thôi rồi, ngon. Ăn mỗi viên thịt không nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu nhỉ? Không, ăn thịt nhiều nhưng mà nó vẫn phải có tí tinh bột ấy. Nhiều ông ăn cứ bảo ông Hải sao ông cứ bới loạn xạ lên, nhưng mà nhiều khi là bới chọn những ngon. Em ăn được cơm chưa? À, ơi chị quá. Gửi chị nhá, em chị nhá. Kèm. Bao nhiêu đây cơm rồi đây? 30.000 ấy. À, uy tín anh nhỉ? Đây chị gửi luôn này, chị đã quên. Gửi tiền đi. Thì bọn anh ăn chị ăn xong chạy lâu rồi mới đuổi được. Em biết nhà anh rồi. Biết nhà chưa? Biết rồi. Xem trên TV à? Không, em đi trước em làm trên Sapa mà. À, trước làm Sapa á? Biết nhà rồi đấy, em chạy trốn đâu. Thế là mày xem Sapa TV mày mới thấy cái chợ này tiềm năng quá, mày chạy đây kiếm ăn đúng không? Hay là lấy vợ ở gần đây? Em lấy vợ ở đây. À, lấy vợ ở đây à? Thế mày biết cái nhà mà thằng tóc đỏ hôm nọ bị ngã xe à cầu không? Ở trên này đấy. Ngay trên này à? Ừ. À. Thì anh lên đấy chơi thăm nó tí. Anh ấy thì hả? Ừ. Ừ. Không, anh quay nó đấy. Em thấy rồi. Trước bà là Huỳnh có quay một cái cậu cậu để tóc chú bớt mặt, mình bảo hay để tóc này chú bớt mặt này thì làm sao mà nhìn thấy đường. Thế nó bảo là có mù đâu không nhìn thấy đường. Thế là một lúc sau thấy cậu tai nạn nhập viện luôn. Mọi người hỏi sao, thế là nó bảo là tóc che mắt. Chịu cái trắng xị thôi đấy. Ăn cơm rang mà chan canh các bạn ạ. Nói chung là nước này đậm đà này. Quan trọng là mình ăn cái gì là mình ăn như nào thì mình thích thôi. Ăn những gì mình thích, nhưng mà mặc những gì mà người khác thích. Quần áo phải mặc người khác nhìn thích, nhưng mà ăn thì phải sướng mồm. Nước này bảo đậm, cơm nó ngon lên rồi. Lòng phèo mặt lợn đấy. Dê đi anh ơi. Đang mời hộ chị chủ quán. Mấy đoàn. Ngon. Buồn thế hả anh ấy?
Đó, thấy là gần một cân thịt dê, một cân luôn á, cân dê. Này ấm bụng anh ạ, này thì yêu lắm rồi, không cần tặng quà lại nhá, no quá. Valentine uy tín chưa anh em? Đó đi sao đi ấy mà cúp chào hỏi gì? Vâng. Đó, chào cô nhá. Chị thấy là ngoan đấy. À thế ạ. Này là chưa vớt đồ à chị? Ăn luôn được vớt luôn. Này có chân giò rất gì to không cô? Có trễ rồi. À, cái này chuyên trễ mà. Đấy, ngon cú mèo. À. Trễ chị mới luộc ra xong vớt ra đây để cho nó cho nó ấy đúng không? Ôi thơm thế, nước dùng. Đấy, đồ nước dùng quá chuẩn chưa? Chuẩn. Chuẩn đấy. Đấy, quá ngon đấy. Ừ, tuyệt vời. Đâu? À, đây. Quả xương hủ. Quan đâu? Có chứ, tí nữa chứ. Ở đây view cái đầu ngon này. À. Thấy chưa? Quá ngon. Rồi, thủ lợn rồi. Quá chuẩn. Đồ nước dùng này bán được khoảng mấy trăm bát phở đấy các. Thì thuộc múc nhiều ít. Nếu mà múc ít thì khoảng độ 1000 bát. À, 1000 bát à? Ờ, nếu mà bốc vơi vơi thì độ 1, 2, 30 bát. 1000 bát. Nó điêu thật đấy. Đấy là điêu vãi. Đúng rồi đấy, người ta gọi là điêu vãi trưởng. Bên này cũng là nước dùng luôn. À. Cái nước xúc cái bún. Nước dùng bún. Rửa bún, rửa bún. Rửa bún. Rồi, cảm ơn. Dậy từ 3 giờ rồi cơ. Ui, sớm nhỉ? Ừ, đi sớm. Gà. Rồi anh ấy dậy sớm quá đến nỗi là anh ấy bóc hết thịt này. Đầu rồi thịt thủ hết rồi. No quá các bạn ạ. À. Bây giờ đi ra khu vực bán thịt lợn này, mua một chút thịt lợn đen. Ấy à, tráng sĩ kia ngồi ăn đẹp phết nhỉ? Và ngồi uy tín đấy. Đi anh ơi, đi ra xem có lợn đen không? À, tí ra. Thì lợn đen. Đó bên này là người ta bày đây hay là chơi hay là bán đây? Bày trang trí cho đẹp thôi. Thịt chị đi em ơi. Dáng đứng này là thuộc Bến Tre hay là đâu ấy? Hả? Ở Cốc Ly. À, Cốc Ly đúng không? Dáng đứng Cốc Ly à? Đầu xuân thì thường thường những cái chợ này bán thịt lợn thì rất là ít người bởi vì là mọi người nhà nào cũng mổ lợn Tết này. Ai à, quả lợn đen à, có bạn. Cái bộ lông này cũng dã man đấy nhỉ. Thế ba chỉ thì bán như nào đây bạn? Chỉ 100. Toàn mỡ này 100 á? Ừ, còn lấy cái này 120 thôi. Luôn này. Vai này này. Rồi ok, thế cân cho miếng ba chỉ đi nhỉ, về chưa luộc ăn nhỉ? Bỏ hết mỡ đi. Rồi, 200 nghìn thôi. 200 à? Nhưng mà bên kia mỡ. Anh lồng cho em một cái túi xanh xanh thôi mà. Đấy. Này về kho cá luộc về. Luộc chấm với chấm về kho chéo thôi, về kho, yeah. Kho cá này ngon. Đây là toàn bộ cái dê mà sẽ bán cho các nhà hàng hoặc là bà con mang về nuôi. Để hai vợ chồng mình sẽ đi hỏi xem là cái giá dê ngày hôm nay là bao tiền. Này đây có cặp dê đen này. Dê đen, dê trắng. Em ơi, dê đây bán như nào nhỉ? Họ bán tù mù hay là bán theo cân đấy nhở? Bao tiền một cân? À, dưới được sao lại đắt hơn à? À, một cách giải thích rất là thuyết phục. Bé, bé. Nhiều chưa anh ơi, nhiều chưa? Mẹ! Bà con Bắc Hà yêu thương mình ơi. Dân chơi đấy. Bắc Hà nhân dịp được. Rồi nhìn hai con này này. Rồi. Nằm lên nhau yêu chưa? Dê mẹ dê con này. Đây là một gia đình dê luôn các bạn ạ. Này, bốn con cả bên này nữa này. Ờ. Đây. Đây người ta bán là bán cả mẹ cả con luôn à? Cái này sổng à? Đâu? Không được. Ôi không bắt được rồi. Ôi sổng rồi, sổng chuông rồi. Ôi con này đẹp nhỉ. Đấy. Ôi. Thế là người ta mua con này rồi à?
người ta mua rồi. Thế con này bao tiền đây? Con này bao tiền? Chị bao à? À. Anh ấy phải hỏi chồng. Bao tiền anh? 2,5 triệu à? À, cái này con là đi này nó mấy chục cân anh? 30 à? Thế là chỉ đi cầm hộ chồng thôi, còn giá là chồng quyết. Đấy, anh em kia đã mua được dê rồi đấy, mang ra xe. Đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên khu vực phía trên này là khu vực chợ bán lợn các bạn ạ. Đây, chỗ này bán gì đây? Lợn. Đây, kia chỏ. Ở đây họ bán lợn cắp nạch này, lợn thịt này, chung là có hết. Ở khu vực phía trên này là chợ trâu. À, phải anh có vẻ ABS. Hết trâu chưa? Ô, vừa mà ăn thịt dê. Nói chuyện với mấy cô chú kia lâu quá đây nè. Bây giờ đi ra bà con đi về hết rồi. Nên là nhiều khi và chợ phiên này không rút ra được. À, chào nhá. À. 1, 2, 3. Đấy, khu vực trâu. Ôi, trâu vẫn còn nhiều lắm. Ừ, nhiều mà. Tính đến mình phải mua một đôi trâu để về làm giống đấy này. Thất nghiệp để còn đi chăn trâu. À, con này trâu trắng này. Trâu trắng ngày xưa em cứ tưởng là nó là bị bạch tạng nhưng không. Trâu trắng hay trâu hồng, con này bao tiền đấy anh? Trâu trắng. Hả? 50. 50 củ à? Con này to à. Có đấy nhờ. Kia mọi người đang dẫn nhau dẫn trâu đi chọi hay sao kìa. Ở đây thì thoảng cũng hay phết. Anh em nào ra đây mà có trâu mà chọi tít cứ mang ra chợ này. Anh em nó khác đưa đi tìm chỗ chọi. Có đây à, đang đưa đi chạy thử đây à? Để chắc thế, không biết được. Ra xem như nào. Chọi nhau à? Chọi nhau không biết con phút thôi. Chắc là mua rồi chứ, người ta mua rồi. Ui, con này có vẻ máu chiến này. Con này trâu trọi này anh. Ôi trâu trọi đấy nhở, nhìn con này chắc chắn nhở. Nhìn hai con này nó chuẩn bị trọi nhau kìa. Ôi đứng xa ra đi anh ơi, nguy hiểm quá. Con kia trọi ra đi, liếm đít con kia là thế nào? Tưởng trọi nhau mà. À, à nó trọi là kiểu ấy thôi đúng không? Này nhìn mặt con này có vẻ hung dữ nhỉ. Con này vẻ mặt hình sự này. Đấy, đấy, đấy chuẩn bị lao phệt nhau đấy. Ồ, lại con nữa này. Đấy. Chạy nhanh lắm đấy nhỉ ạ. Hả? À, con này sợ rồi. Ôi, trâu mà trọi. Trọi đã thua rồi là còn trên 50 đúng không? Trên 50 thì dắt về. Nói về quả trâu. Này bảo bạn này là dắt quay lại tiếp này. Nói về trâu trọi thì cứ trọi thắng thì mới có giá các bạn ạ. Còn nếu mà trọi thua thì chịu rồi. Kìa, cho con mặt đen ra đấu rồi kìa. Cho này về vẫn dắt con mặt đen đây rồi. Nào, lại đấu trước tiếp à? Ờ, đấu tiếp này. Thử con mặt đen kìa. Cho anh em cùng xem cảnh trâu chọi nhau nhá. Thật ra là cái cảnh này là nó bị cấm ở trên YouTube đấy. Nhưng mà mình sẽ quay lựa lựa, đứng từ xa. Ôi, chạy rồi.
con bé bé kia không ăn thua, ôi chạy à. À, gặp con đại ca kia hốt luôn. Thua rồi, chịu thua rồi. Thua đầu hàng. Nói chung là gặp con đại ca hết hơi rồi. Rồi nhìn mặt con đây nó cũng có tướng rồi nha. Nhìn mặt nó hình sự đấy không ạ. Nói chung là chưa đánh nhưng mà nhìn mặt đã thấy khiếp rồi. Thì thoảng cứ ra đây xem anh em chọi trâu này. Có hôm thì anh em chọi trâu, hôm thì chọi dê các bạn ạ. Vui phết. Chọi gà. Gà, chọi chim, bọn mi các kiểu. No quá, vừa đây ăn khá là nhiều. Thôi hai vợ chồng mình lại phải đưa mấy anh chị Việt Kiều đi chơi tham quan ấy. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye tất cả các bạn bye nha. Bye bye. Chào các bạn.